những lầm tưởng về phân khúc trầm hương mà ít người biết. Anh mới tìm hiểu nay anh bắt đầu chơi trải nghiệm từ phân khúc băng đi lên thì không đúng nha, trải nghiệm trầm hương luôn ấy, gọi là trải nghiệm nha thì là sẽ là gọi là trải nghiệm tất cả. Còn ở đây anh bảo là phân khúc ấy thì là không phải là cái phân khúc tóc, nó là cù bóc mà nó không phải là con phân khúc băng, nó là cao hơn phân khúc tóc mà không phải là phân khúc trầm ấy, nó là cao hơn phân khúc băng. Đó không phải, nó chỉ là lý thuyết của cái quá trình nó hình thành nên các phân khúc trầm hương thôi. Còn thực tế ra đấy, cái phân khúc trầm ấy chưa chắc nó ra đắt bằng phân khúc banh. Ví dụ như một sợi trầm chìm cỡ 20 triệu là 30 triệu nó có một sợi trầm chìm đúng không? Nhưng mà một sợi banh ấy cả 100 triệu, cái này nhiều người cũng nhầm lắm nha. Nghĩa là tóc là cũng bắt nhất, rồi sau đó tới banh rồi sau đó tới phân khúc trầm. Như vậy là cũng đúng nha. Đó chẳng qua là lý thuyết mà khi của tên của họ mà lúc nó hình thành ra thôi. Chứ còn trong thực tế đấy, như em làm cái video trên YouTube hay nói đấy, để người ta tính giá trị và chất lượng của một sợi trầm hương nha, là người ta dựa vào chính cái cá thể đó, dựa vào chính cái chất lượng, chính cái dạng, cái dáng, cái tông, cái chất của chính cái cá thể đó để người ta tính giá trị. Ví dụ như ở đây nè, ở đây có một sợi tóc nha, sợi tóc nhìn trắng nhạt như thế này nha, mọi người biết không? Giá đã 50 triệu sợi tóc em không bán nha, em nói thật sự mọi người luôn ấy, một sợi tóc thôi. Với 50 triệu thì mọi người có thể mua được một sợi hàng chìm, đúng mọi người? Người mua được một sợi hàng VIP luôn ấy. Mà tại sao sợi tóc này cả 5 triệu không bán? Tại vì cái này nó là tóc bông cũ của Khánh Hòa ngày xưa. Bông cũ ngày xưa của Khánh Vĩnh ấy. Những ai mà chơi ngày xưa ấy, hay là chơi chuyên sâu tìm hiểu nhiều ấy, thì sẽ biết tới cái hàng này. Nó rất là hiếm nha. Hiện tại những ai còn giữ lại được những cái hàng như thế này gọi là siêu kinh điển luôn ấy. Thì người ta thấy để tính giá trị của một sợi hàng đấy, người ta không phải là người ta tính lý thuyết, mà người ta dựa vào chính cái cá thể, những đặc điểm đặc trưng. Chính cái cá thể đó nó sẽ có những đặc điểm gì, đặc trưng gì, chắc dạng tông dáng ra sao, rồi người ta mới bắt đầu tính giá trị. Còn lại những cái lý thuyết là phân khúc tóc banh đồ trầm đồ này nọ đấy thì nó chỉ là cái tên gọi thôi, nó chỉ là này nọ thôi chứ nó không phải là mặc định nha. Nhiều anh em bảo kêu tóc còn sao mà nó đắt hơn cả trầm chìm kiểu vậy. Càng như anh bảo kêu anh không có tiền và anh có ít tiền vài triệu à, anh mua sợi banh mà hỏi ra biết banh nó còn mắc tiền hơn cả chìm nữa.